cái tôm nuôi nha bạn, cái này cái phơm tàn buông kém hết rồi. Tôm tàn nhìn nó cũng già, trùng nu. Chỗ này nó có một cái rễ mới đục rồi, cái rễ nó dắt qua mình thấy nó không có gì mà mình đục bỏ, mới đục bỏ. À, đầu rễ này nó có cái lỗ nha bạn, sam có lỗ mà cắt thì chưa có liền hết nha, đó mà cắt mình mới làm lại thôi, mình đục vét lại. Cái này họ làm cái bộ tàng nhìn cũng đẹp đó. Tông hồi xưa cành rớt tông cao, ai thích tông cao chơi dạng này. Nó cũng dày tàn lắm. Để mình đo chiều cao được nhiêu. Chiều cao được 51. Cái tàn ngang được khoảng 57. Cái cũ thì được 33. Cái thân cho này thì được 27. Trung nuôi nha bạn. Anh thấy lá trung á. Trùng nâu.